Thí sinh mang số báo danh 5974 Quỳnh Phương với liên khúc mưa, tác giả Quỳnh Anh. Quỳnh Phương xin kính chào toàn thể quý vị có mặt trong đêm hôm nay. Cho Quỳnh Phương nói vài lời để bước dùng cái phương hát. Là mình cũng thích hát nhưng mà có một cái bệnh rất là lớn là đứng trước đám đông rất là run, cho nên là không có bao giờ hát hết. Nhưng mà ở trong cuộc thi này thì bởi vì mình nghĩ là ở trong cái ngành nail á, là một cái phần nào rất là lớn ở trong cái đời sống của mình, cho nên là mình muốn tới cái cuộc thi này, cho nên mình try my best để cố gắng để hát. Và thôi, cho mình hát đi để hồn rung trước. Tìm đâu hỡi ơi bóng người xưa,
rừng về muôn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào nguôi. Mỗi khi mưa rừng về muôn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào cho thí sinh Quỳnh Phương vừa hoàn tất xong phần dự thi của mình ngày hôm nay với một liên khúc mưa. Và xin mời nữ ca sĩ giám khảo Hà Vy. Em chào chị Quỳnh Phương. Hà Vy rất là thích cái giọng hát của chị. Nó raw mà nó unit lắm. Đặc biệt nữa là những cái bài hát về mưa thì Hà Vy rất là yêu. Nó ướt át mà nó lãng mạn làm sao phải. Tâm Tâm có đồng ý Hạ Vy gì không? Em cái mặt cười thích. Cười. Dạ em rất thích mưa. Hạ Vy thích. Chị có cái giọng ca rất là tự sự. Hai cái bài hát Hạ Vy đều thích, nhưng mà Hạ Vy thích cái bài mưa, bài sau hơn là mưa rừng đó. Nghe really touching. Hai bài Hạ Vy đều thuộc hết, cho nên là ngồi hát theo chị đó, nghêu ngao theo chị vậy đó. Rất là thích giọng hát của chị. À, chị đã làm cái phần trình diễn của chị rất là tốt. Thank you. Yeah. Và xin mời giám khảo Thiên Nguyện. Em thì em thấy bài sau thì chị trình diễn chứ chưa có tốt. Dạ. Yeah. Mấy cái từ chị muốn bỏ nhỏ nhẹ đó mà nó mắc luôn rồi. Nó không còn được nghe nữa. Hả? Thì những cái bài đầu á thì chị trình diễn nó rất là hay. Mỗi bài sau thì lại chị mắc lỗi nhiều à, và khi mà chị làm những cái động tác để trong cái bài hát đó cũng rất là nhẹ nhàng, em rất là thích nhé. Và giám khảo Hồng Đào. Quỳnh Phương ơi, bây giờ em vẫn còn đi làm nail không? Dạ còn. Nhà rất là dễ thương. Gia đình chị cũng có người làm nail, có người làm chủ shop nail. Thì cái cuộc sống của những người làm nail và chủ shop nail là mình làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Tối về bắt đầu 9 giờ bắt đầu là gia đình mới tụ họp với nhau, rồi bắt đầu mới nấu nướng, mới ăn uống, rồi ăn rất là đêm khuya. Rồi ăn uống xong vậy nhiều khi cũng chưa ngủ được là bắt đầu lấy karaoke ra ca ra hát. Và chị đã từng qua nhà thăm gia đình của chị, bà con của chị, và chị đã sống ở đó một tuần này sang tuần khác. Thì cái lúc mà làm việc xong, ăn uống xong là cái lúc mà ca hát đó, là karaoke đó, là cái lúc mà những người đi làm vất vả như là em hay là những người em chị đó, lúc là họ enjoy nhất. Họ thả hồn vào trong tất lời ca tiếng hát nhất những lúc đó. Hoặc là một tuần lễ làm việc cực khổ, làm ngành làm nail nó cũng rất cực khổ em ơi. Chị biết mà, tức là mình có được một ngày nghỉ thì cái ngày đó thường thường là mọi người tập trung vô để ca hát. Và ca thật là tình cảm, thật là nhiệt tình, thật là yêu đương, đam mê trong đó. Thì cái tiết mục hồi nãy của Phương thì thấy rõ ràng. Chị nghĩ đây ra những người là chủ tiệm nail, thợ nail cùng tập hợp lại ở một cái xứ người như thế này, mình làm việc để mình kiếm đồng tiền bất chân chính, sau đó mình tìm những cái hạnh phúc bằng những cái đam mê âm nhạc. Chị nhìn thấy cái hình ảnh của em thấy điều đó. Vì vậy cho nên là những cái bài em, hai cái bài liên khúc mà em nó chuyển tải cho chị rất là cảm động. Không biết là vì chị liên hệ bản thân, liên hệ với gia đình hay gì, với chị cái phần trình diễn của em làm cho chị cảm xúc. Chị rất là thích cái tiết mục của em. Cảm ơn em. Cảm ơn. Và xin mời giám khảo Đồng Sơn. Mình muốn nói về vấn đề mà giám khảo Tim nói là những chỗ thấp không nghe rõ, bỏ nhỏ không nghe rõ, thì mình muốn nói rõ về vấn đề này. Thì thật sự ra đối với mình, chị hát những chỗ bỏ nhỏ đó rất là rõ, mà mình nghe cũng rất là rõ. Mà có lẽ Thêm vì một lý do gì đó không nghe rõ thôi. Mà mình cũng xác nhận rằng chị hát như vậy là chính xác. Ví dụ như có những cái câu mà mỗi khi mưa rừng về muôn mà chị hát nhỏ vậy. Nhưng mà mình thích như vậy hơn, còn hơn là có những người họ có những cái muốn hát cho rõ đó. Mưa rừng về muôn mà cái tự đè xuống thì nó lại không hay. Chẳng thà nhỏ như vậy. Ví dụ như trong một trường hợp mình thu âm đi, thì mình đẩy nó lên thì nó sẽ rất là đẹp, rất là hay. Dĩ nhiên trên một cái sân khấu, cái nhạc với lại cái tiếng ca không thể mix với nhau một cách perfect được. Cho nên là đôi khi
một cái chữ nào đó nó có thể nó lạc ở trong nhạc, nhưng mà người nào thính tai vẫn có thể nghe ra. Đó là lý do tại sao mà anh mình lý giải là tại sao Tim không nghe rõ được một số chữ của chị nhé. Còn ngoài ra các giám khảo đều không có nhận ra được một cái điều rất là đáng khen là chị bận một cái áo dài, một cái băng đô với một cái ánh mắt buồn, nhìn y chang như mấy cái tờ sóng nhạc hồi xưa vậy đó. Yeah. Rất là style và rất là, mà nó đi cùng với là cái giọng hát rất là hoài cổ của chị nữa. Một cái giọng hát rất là xưa mà chỉ có những cái ca sĩ mà thành danh hồi xưa mới có thôi. Bởi vậy có lẽ là chị nhút nhát quá hay sao đó, cho nên mà tới giờ mà chị vẫn chưa nổi tiếng, tới giờ mà vẫn chưa ai biết tới tên chị là ai. Tại vì em không có bao giờ hát ca nhạc hết. Rồi tự nhiên làm sao mà tự nhiên có động lực nào mà đến với The Nail Voice mùa 2 này chị? Giống như em nói, cái ngành nail này là em sống với cái ngành này. Cho nên là khi mà em thấy The Nail Voice có cái chương trình này là em đăng ký, thì cũng như mình góp một cái phần nào để phục vụ cho cái ngành nghề này. Cho nên là hay không? Okay. Nói chung thì mình rất là thích cái liên khúc này của chị nhá. Và nếu như trong giới ca sĩ có một cái tên là nữ hoàng sầu muộn thì mình muốn đặt cho chị một cái tên là thí sinh sầu muộn. Bởi chị có một ánh mắt rất là buồn, buồn sâu thâm thẳm luôn. Mỗi khi chị hát lúc nào cũng nghĩ giống như là chị đang khóc vậy. Thì bởi vậy khi mà chị hát á, chị dễ diễn tả, chị đem tới cái tình cảm cho mọi người. Mọi người cảm được cái những gì chị đang hát. Chúc mừng chị. Và số điểm của giám khảo Đồng Sơn là chắc chắn là một cái yes cho chị rồi. Một cái yes. Giám khảo Hồng Đào. Yes. Hai cái yes. Hà Vy rất yêu giọng hát của chị. Yes. Ba cái yes. Yes. Bốn cái yes. Dạ anh ơi. Và một thí sinh. Rồi, bốn cái yes nữa. Chúc mừng chị. Chúc mừng chị. Hẹn gặp chị ở phòng bán kết. TC Nail Depot chuyên phân phối sỉ và lẻ các sản phẩm supply nail chất lượng như đá trang trí nhiều kiểu dáng, hàng ngàn mẫu sơn móng tay, gel, bột điếp của các thương hiệu nổi tiếng, các phụ kiện độc và lạ ngành nail. Lựa chọn TC Nail Depot, quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm nhờ sản phẩm chính hãng, chính sách giá ưu đãi, liên tục cập nhật các mẫu và phụ kiện mới theo xu hướng, ship hàng nhanh chóng với mức giá ship cực kỳ ưu đãi. Đến ngay showroom của chúng tôi để chọn ngay cho mình sản phẩm ưng ý.